打来公帮做男人佛摩萨，打来公帮做男人佛摩萨，打来公帮做男人佛摩萨，打来公帮做男人佛摩萨。尊重人权，尊重人权，尊重人权，保护环境，保护环境。总统府出来应对。总统府出来应对。你好，马老师，那个刘刚，他们那一天很高，那么的低。那他说他是在广平省，所以呢，他问他的那边的那个渔工，那么渔工跟他说，今年他们所抓到的鱼是很少，比去年的很少。那个，我可以给你根本意教给人民呢，那么就从头后面变到。Formosa cũng giấu và nhà nước Việt Nam cũng không công bố cái đó, cho nên chúng tôi sống trong sợ hãi và cả không chỉ hôm nay mà còn tương lai nói giống chúng tôi hàng chục hàng trăm năm chúng tôi như thế nào. 我说他是台塑是台塑钢铁在越南是个噩梦，是因为到目前为止我们就不晓得他已经放出什么毒药。那所以呢？因为我们不晓得他放出什么毒药，所以呢，我们没办法可以平安的过我们的日子。ban hỗ trợ nạn nhân nô nhiễm môi trường giáo phận Vinh và cũng là đại diện. 今天我们代表荣教区协助台塑钢铁环境污染的被害者。Vào đầu năm 2017, chúng tôi đã khởi xướng một thỉnh nguyện thư về việc giải quyết thảm họa môi trường Formosa và thu được gần 200.000 người ký tên. 2017年初，我们启动一个联署书，有关台塑钢铁在越南造成这个环境污染。那已经有20万个人签名，và 200.000 người ký tên này bao gồm cả những nạn nhân trực tiếp, những nạn nhân gián tiếp và các ủng hộ viên. 签署的人是谁？是被害者，是那些在其他的国家，一起来签署。và họ là những người sinh sống tại 70 quốc gia trên thế giới.Trong đó có các giám mục, linh mục, các chính trị gia, các luật gia và những nhà luật học và tiến sĩ. Có 70 个国家的人民签署，他们是谁呢？他们是主教、神父，然后呢政治家、律师和那些研究科学研究的。Hôm nay chúng tôi đại diện cho gần 200.000 người ký tên.đến đề trình thỉnh nguyện thư này lên Tổng thống Thái Anh Văn và quý vị trong chính quyền của Đài Loan. 今天我们代表20万个人所签署的，来递交我们陈情书给蔡英文总统和台湾的政府。chúng tôi mong quý vị lưu tâm đến những thống khổ và bất công mà nạn nhân Formosa đang phải gánh chịu. 我们希望台湾政府蔡英文总统来关心那些我们弱势被害者的这个台塑钢铁所造成的环境污染。thực sự thảm họa Formosa đang còn là ác mộng đối với dân tộc chúng tôi. 台塑钢铁合进在越南是我们的噩梦。Chúng tôi ủng hộ chính sách hướng Nam của quý quốc, nhưng chúng tôi yêu cầu nó phải được đặt trên nền tảng tôn trọng nhân quyền và bảo vệ môi trường sống của người dân. Chúng tôi ủng hộ chính sách hướng Nam của quý quốc, nhưng chúng tôi yêu cầu Đài Loan chính phủ trọng sự về nhân quyền và bảo vệ môi trường. Nói gì không? Đại diện các nạn nhân, tôi xin trao thỉnh nguyện thư.
nay lên mà tổng thống và chính phủ này mà. Tôi đại biểu Việt Nam Thái Sụ Cang Thể của bị hại trợ, đi giao cái cái thành chính thư, xin lý giao cái Tài Ứng Quân tổng thống. 好，谢谢你。好。